làm chủ tự do tài chính. Chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống, đạt được mục tiêu ước mơ của mình. Em sinh năm 1991, họ tên đầy đủ là Bùi Xuân Thủy, quê quán tại Hải Dương. Hiện tại em đang làm công ăn lương một công ty gần nhà và cũng có một tham vọng là tự do tài chính, tư duy làm chủ. Và em biết đến thầy Hiếu vào những năm khoảng 2015, thầy đã dạy YouTube trên mạng free. Những cái khóa học đầu tiên của Pro 1 là những người bạn trên mạng xã hội, đến thời điểm này vẫn còn duy trì và những người đó là rất thành công. Và em đã đăng ký theo thầy vào khóa Pro 2. Đến bây giờ thì từ đến đây bây giờ là em cũng có những thành quả của YouTube, nhưng mà chưa lấy được tiền thôi. Về cái YouTube thì em đã có nghĩa là mình đã có những trải nghiệm của YouTube rồi, và sự dạy dỗ của thầy là rất chi tiết và tỉ mỉ. Nhưng chẳng qua là do mình do sự trì hoãn của mình và tính tham lam và dẫn đến nhiều kết quả nó không được như mong đợi. Ví dụ như mình vừa mới tham gia cái là đã đăng ký một GA, xong bắt đầu lại đăng ký một GA khác nữa, thế là dẫn đến hai GA bị trùng lập, thế cuối cùng là thành hỏng luôn một cái GA đấy. Thì đâm ra là cái GA đấy thì không được duyệt kiếm tiền. Và tiếp sau đó thì em có làm lại và sang kênh khác, thì cái kênh đấy của em cũng được hơn 10 đô, bắt đầu được có mã pin. Thì bây giờ thì đang đợi mã pin gửi về, nhưng mà vẫn chưa thấy đâu. Và ra kiểm tra bưu điện thì cũng không tìm thấy, thì chắc phải sử dụng lốt hai lần xác nhận nữa, hoặc là thư nữa. Và thì lúc đó thì em mới có cơ hội, thì lúc đấy thì em sẽ được bật kiếm tiền của cái đợt này. Và do quá trình theo kênh làm YouTube, do làm YouTube cũng được một thời gian cũng khá lâu, nhưng mà vấp phải những đợt sóng gió của YouTube và những người gato của YouTube, thì có một số kênh thì bị chết. Và mới hôm có cái đợt đấy là làm YouTube thì vừa post cái video lên đấy, video lên quay lại một khung cảnh ăn uống của một đám bạn chúng em, vừa post lên xong thì đã có người cắm cờ bảo là video đó là video của họ. Thế là nhiều trường hợp xảy ra dẫn đến chán nản và làm YouTube cũng không được suôn sẻ. Cũng từ đó mà suy luận ra thì nhiều người vẫn đã thành công, bởi vì là họ đã có những trải nghiệm và những sự nỗ lực mỗi ngày để có những thành quả như thế. Và cũng thời kỳ đấy thì tôi em cùng thời kỳ đấy là có các anh chị anh Trần Hùng Mạnh này, anh Xuân Tiến, anh Tuấn Dương và bạn Sơn Tùng nữa, thì là đều là những người thành công của những đợt YouTube đấy. Còn nhiều anh chị nữa chưa kể tên hết. Và có một cũng qua lớp học YouTube này thì đến thời điểm này là năm thứ 3 rồi, thì em vẫn còn những mối quan hệ của các anh em trong YouTube đến bây giờ là vẫn gắn bó với nhau. Có những anh chị và các bạn sẵn sàng đầu tư cho em website để cho mình có cái nền tảng để thành công và mua hẳn tiền miền cho em. Nhưng mà em cũng không
không cố gắng tiếp tục, bởi vì khi cái cơ hội kiếm đến kiếm tiền nó đến nhiều, nó đến nhiều nhưng mà mình có cái lòng tham, lòng tham thì dẫn đến làm mọi thứ nó không được trọn vẹn. Ví dụ đang làm đề tài về phong thủy thì thấy thì đang hào hứng làm thì thấy hay, xong lại chuyển sang làm tin tức. Thế làm tin tức xong rồi lại làm top, xong rồi lại làm kênh YouTube về trẻ em, cứ theo những cái gì người ta mà đã thành công rồi thì cũng bắt chước, nhưng mà chỉ làm được mấy hôm thì lại bỏ đấy. Cuối cùng lại như ngày xưa học thì thầy, ngày xưa học thì thầy dạy có nói câu là không biết gì có lẽ thành công hơn là những người cái gì cũng biết cuối cùng chẳng biết cái gì. Thì là em cũng là trong cái trạng thái là cái gì cũng biết một tí cuối cùng mình chả biết cái gì, cũng chả làm cái gì. Thì là do mình không ý thức được cái việc mình đang làm và dẫn đến nhiều kết quả không được như ý muốn. Và nói chung là không nỗ lực và hay bị phân tán. Cái phân tán là điểm yếu của em, và có nghĩa là chỉ thích trong một đầu, lại được mấy hôm nó lại thôi, nó lại thích cái khác. Cuối cùng bắt đầu vào cái công việc đấy, nhìn thích thú thì làm được 1-2 hôm, xong lại chán, xong lại thấy người ta làm cái khác cũng bất chiếc, thế là cũng không được hoàn thành. Và đến bây giờ thì trải qua cũng tương đối nhiều thời gian và xem thầy thì em cũng nhận ra rằng mình cần nên thay đổi. Và sau đợt YouTube đấy thì em cũng có tham gia về thị trường coin, thị trường tiền điện tử, và tham gia cũng có lời và được đủ tiền mua một cái máy ảnh. Mua máy ảnh xong là hết tiền luôn, cũng không có gì thụ động nữa. Thế bây giờ thị trường coin thì nó cũng đang rất là khó khăn, và những cái thị trường mà làm ăn được thì hầu hết là những người Việt Nam mình tham gia nhiều thì dẫn đến hỏng hết cái thị trường đấy. Làm YouTube hay là làm affiliate hoặc là dự án coi cùng thì thường là người Việt Nam mình hay chơi xấu. Ví dụ người ta yêu cầu đi giới thiệu cho 10 người, nhưng mà người Việt Nam mình lại định tự tạo cho 10 người, tạo 10 tài khoản ảo để ăn chia lợi nhuận, cuối cùng dẫn đến sập hết sàn. Và cuối cùng em cũng thôi, từ đợt đấy em cũng không dính dáng đến coi nữa, tiền điện tử nữa, và bây giờ cũng tập trung vào cái làm YouTube. Cái YouTube là cái đơn giản nhất, mà hiện tại bây giờ là xem YouTube bây giờ là hầu hết là những người bình thường cũng có lút bạc hết, quay những cuộc sống bình thường, những điều đơn giản xung quanh cuộc sống của họ, và những game thủ, những cái video đơn giản mộc mạc của nhân dân, của trẻ con cũng rất nhiều. Mà mình nghĩ tại sao họ cũng không phải là học hành đến nơi đến chốn mà họ đã thành công được. Mình cũng có học, nhưng mà cũng có học rất nhiều mà cuối cùng không áp dụng. Như hôm nọ thầy có live stream nói học nhiều mới cả đọc sách nhiều nhưng mà không ứng dụng cho cuộc sống thì cũng đi. Thì em cũng ngẫm ra đó là như vậy. Mình thứ nhất là em
tư duy là loại bỏ được tính tham và làm cái gì đó làm một việc cách mà bạn làm một việc thì bằng bạn làm nhiều việc. Nếu mà làm YouTube thì bỏ cái tính tham và tập trung vào một kênh, nếu mà thành công một kênh đó rồi thì hẵng làm kênh khác. Và cái tiếp theo đó nữa là nên coi công việc làm kiếm tiền YouTube là công việc bắt buộc hàng ngày mình phải làm thì có lẽ sẽ thành công hơn. Vì khi mình ấn định một cái công việc nào đó hay coi nó là cái nỗi sợ mà mình cần phải trải qua, thì mình trải qua được những cái nỗi sợ đó thì mình sẽ thành công. Và đó là cái điều mà em đang suy nghĩ và cần phải chỉnh đốn lại bản thân. Và với thầy Hiếu thì em thì cũng học được nhiều kiến thức kỹ thuật của thầy, nhưng mà nếu mà không áp dụng nhiều thì cũng thành mai một hết. Nhưng cái mà em vẫn ghi nhận thầy là người thầy đầu tiên gọi là thức tỉnh em, và nói chung là người thầy để cho mình hiểu được cái sự tư duy tích cực. Cuộc sống này nó thực sự là rất là ý nghĩa và thực sự là nó rất là vui. Nhiều cái khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Và cảm thấy nó có ý nghĩa và không có cái sự buồn chán. Ngày trước khi đến, trước khi ra trường ngày xưa em cũng học về địa chính, đất đai. Xong rồi ra trường không xin được việc, rồi đi làm lao động phổ thông. Xong lúc đó, trong cái lúc lao động phổ thông, nghĩ tiêu cực, chán làm mà cái cuộc đời mình nó cứ thế này mãi sao. Thế cuối cùng sau những cái ngày tháng vật lộn công việc thì em vô tình xem được cái video của thầy. Video đầu tiên em xem được của thầy là video về nói về video đầu tiên là em xem là cách làm YouTube, kiếm tiền YouTube mà nó rộng rãi nhất và cơ bản nhất, căn bản nhất, mà ngày xưa là những người kiếm được tiền thì ít khi người ta chia sẻ, và hầu hết những người giàu người ta không bao giờ người chia sẻ, hoặc là những người có nhiều tiền vì đó là cơ hội kiếm tiền của họ. Và sau đó xem những cái video thầy chia sẻ về chùa chiền tâm linh thì em cũng nghe thức tỉnh. Ví dụ như cái chuyện mà đi xem bói xem toán hay là như thế nào đó thì cuối cùng vẫn kết luận là luật nhân quả là có thật. Mình sống tốt thì sẽ được tốt, sẽ nhận lại những quả tốt. Còn đâu mình xấu thì sẽ nhận được những kết quả ngược lại. Và nói chung là thầy là người thầy đầu tiên giúp em gặp gỡ được nhờ một người thầy khác, biết được nhiều cơ hội khác trong kiếm tiền online và tự do tài chính, và giải thoát được cái tư tưởng xấu để có những tư duy tích cực và làm những điều có ích cho xã hội hơn. Đó là điều em vẫn ghi nhận từ thầy. Và cũng qua lần YouTube này thì em cũng và đây là cơ hội kiếm tiền, chắc có nghĩa là em sẽ phải nỗ lực coi như nó là cuộc sống của mình và cái nghề để mình có những cái thời gian
để mình có thời gian tự do tài chính và mình thích làm gì thì mình làm, cũng không phải phụ thuộc vào ai bó buộc ai quản lý mình. Dụ làm công ty thì phải làm đủ 8 tiếng hay thế nọ thế kia. Bây giờ mình làm YouTube mình có thu nhập thì mình sẽ làm nhiều điều mình thích thú hơn, thích ăn lúc nào, dậy lúc nào và làm lúc nào và đi chơi lúc nào và giúp mọi người. Nhưng mà cái mà em đang cần phải thay đổi thì đó là cái tính thiếu tập trung của mình và nhanh chán. Và đó cũng là một số điều mà em giới thiệu qua về cuộc sống của mình, vì cũng như là đã có quá nhiều khóa học rồi, nhưng mà khóa học nào mình cũng chỉ là hào hứng lúc đó, xong bắt đầu lại chỉ được mấy hôm, chỉ nghĩ đến cái tiền gọi là tiền sổi, tiền nhanh, chứ không nghĩ cái lâu dài thì sẽ dẫn tới kết quả nó không được như mong đợi. Và cũng qua đây thì xin chúc toàn thể anh chị với cả toàn thể anh chị trong group cũng như thầy có một sức khỏe dồi dào. Vâng, cũng qua đây thì nói cũng không được hay cho lắm, nhưng mà cũng mong các anh chị cũng như thầy sẽ giúp đỡ em những cái khó khăn về mặt tâm lý, kỹ thuật. Vâng, cũng qua đây thì cũng mong thầy và cũng như anh chị em trong group có một mong các anh chị và các cũng mong thầy cũng như là các anh chị và các cô chú trong group chúng ta đã về chung một mái nhà thì cũng phải có chúng ta đã chung về một mái nhà thì phải có một sự đoàn kết nhất định và động viên nhau mỗi ngày. Các thế hệ học trò của thầy đã thành công rất nhiều rồi và tôi cũng là những người chứng kiến và em cũng là người chứng kiến của các thế hệ của thầy đã thành công và nhiều người đã tự do tài chính, làm chủ được, vì họ là những người đã nỗ lực làm, dám làm và tư duy tích cực và giúp ích cho cộng đồng. Hầu hết thì những cái gì mình trao đi thì mình trao đi cho cộng đồng những cái gì thì mình sẽ đón nhận được những cái đấy thôi. Thì như ngày xưa học thì thầy có cái câu mà hiến tài rồi hẵng hái tiền, hiến tài rồi hái tiền, và đời sẽ thay đổi khi chúng ta thôi đẩy. Đó là những cái câu mà có thể giúp thức tỉnh chúng ta trong mỗi ngày. Và một lần nữa xin cảm ơn thầy cũng như các anh chị em trong group đã cho em vào nhóm và cũng mong là chúng ta sẽ có một hướng đi mới và cùng nhau phát triển, sẽ người này sẽ hỗ trợ người kia và giúp cho nhau có cái mục đích cuối cùng là tự do tài chính và tư duy làm chủ. Và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn thầy và cũng như mọi người. Chúc mọi người mạnh khỏe và thầy.